Hello, nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Lại là một cái căn nhà mặt tiền nữa nha anh chị. Mà căn nhà mặt tiền này thì có diện tích khủng nè, 4,5 m nhân 30 m luôn và nằm ngay mặt tiền đường 6,5 m ha anh chị. Và cái mặt tiền đường này á thì mới vừa làm cái tay khoảng 3-4 tháng nha anh chị. Rất là mới luôn. Đó. Và đường này á thì mình đi thẳng ra chính là chợ Hưng Long nha anh chị, chợ Hưng Long, trạm y tế xã Hưng Long, và mình đi ngược lại thì về chợ Long Thượng nha anh chị. Còn phía bên đây á, thì mình rẽ trái nè, đi về hướng lộ 11 về quốc lộ 1A, còn rẽ phải thì mình có thể về quốc lộ 50 nè, đi về các quận trung tâm như là quận 7, quận 8 nha anh chị. Đó, và căn nhà hôm nay Thành Vũ giới thiệu cho anh chị là một cái căn nhà mái Thái nè. Đó, và sổ hồng riêng nằm ngay mặt tiền đường luôn, diện tích khủng luôn, nhà giá rẻ diện tích khủng luôn nha anh chị, giá cực kỳ mềm luôn. Một cái sân rộng, rất là rộng luôn nha anh chị. Mình có thể kinh doanh mua bán ở đây là được luôn đó anh chị. Đó. Và ở đây thì một cái sân của mình là dài 9 m nha, 8-9 m, 9 m. Đó. Và hai bên thì có hai cái cổng nè. Đó. Cái sân này mình có thể kinh doanh mua bán quán ăn nè, tiệm tạp hóa nè và các loại hình kinh doanh khác đều được. Cô chú anh chị thích cái gì mình làm cái đó luôn. Đó. Ngoài này mình có thể xây lên để mà mình che lên rồi mình làm luôn cái cửa lại thì mình có thể kinh doanh được ha anh chị ha, mặt tiền kinh doanh cho mình luôn. Đó. Và nhà mình thì được thiết kế theo kiểu mái Thái nha anh chị. Đó, mái Thái ở trên ở dưới thì làm được ốp lát gạch đầy đủ cho mình luôn, và những cái cột giả đá nữa kìa, nhìn rất đồ sộ và quy mô luôn. Đó, ở phía trước này thì gạch của mình thì ốp gạch chống trơn trượt luôn. Rồi mặt ngoài, mặt dựng ngoài của nhà thì ốp một loại gạch rất là đẹp luôn anh chị. Quả sân mình anh chị thấy không, rất là rộng luôn. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tiến vào bên trong căn nhà ha. Đây, cái con đường này thì nửa mở rộng thì không vào tới căn nhà mình đâu nha anh chị. Đó, nên anh chị yên tâm. Và phía chưa cái phòng khách của nhà mình cũng rất là rộng luôn. Đó, ở phía đây thì được ốp lát gạch 600x600 nè, gạch chân tường thì cũng ốp đầy đủ cho mình. À, trên đây thì trần lao phong thạch cao, và nhà mình nó là đúc thật 100% nha anh chị, đúc thật 100% luôn, bê tông cốt thép, không có phải đúc giả hay là đúc bao nhiêu hết. Ở trên đây là có một cái âm, một cái quạt cho mình nữa nè, một cái quạt và quạt trần và cái đèn trần luôn ha anh chị ha. Ở đây thì cầu thang kính cường lực đó, cầu thang lan can tay bệnh kính cường lực luôn, và đá quạt gương trắng đen. Và phòng khách của mình thì căn nhà mình 4,5 m cho nên là rất là rộng anh chị ha. Hai bên thì có hai đèn led 2 nè, đèn lon led đầy đủ cho mình. Đó, cái trần anh chị thấy ở trên cái quạt là trần bê tông thiệt ha, bê tông thiệt 100% anh chị. Đó, và không thể thiếu chính là một cái căn phòng ngủ phía ngay bên dưới mình luôn nha anh chị. Phía bên dưới này thì căn phòng ngủ này cũng rất là rộng luôn, và ở trên thì trần lao phong thạch cao này đó, cũng có những chỗ thì làm thạch cao, ở trên thì cái mái, cái miếng ở trên cùng thì là bê tông anh chị ha. Đó, bê tông mình bả sơn lại thôi. Rồi ở đây thì cửa nhôm xin pha kính cường lực cũng mờ nha anh chị. Đó, phía sau này thì cái không gian bếp nhà mình đây, không gian bếp nhà mình đây, một cái bếp đơn giản thôi ha anh chị, nhưng mà là chất lượng anh chị. Đó, về mình có thể gắn thêm tủ ở dưới, tủ trên cũng được nếu mà anh chị muốn ha, Thành Vũ làm cho. Rồi chỗ này nữa thì kính bếp nữa, cho cái không gian bếp mình nó sang trọng hơn, nó đẳng cấp hơn so với cái nhà. Còn nhà mình thì xây nó kiên cố, nó chất lượng, nó là chất lượng từ bên trong, tốt gỗ hơn tốt nước sơn anh chị ha. Rồi ở trên thì cũng có, bên ngoài thì có làm lao phong nè, ở giữa thì cũng có một cái bóng đèn tam hoa luôn, và trần là trần đúc thiệt ha anh chị. Ngoài này thì mình có một cái giếng trời, một cái chiếc giếng trời rất là rộng luôn ha anh chị ha. Đây đó, trời vừa mưa xong, ở trên thì làm lập ton cho mình rồi, gạch chống chân trượt, cũng có cửa kính cường lực cho mình luôn. Lavabo vệ sinh thì để ngoài này. Đó, ngoài này trong đây thì mình có phòng vệ sinh nè, phòng vệ sinh thì ốp lát gạch cao lên 2 m, vòng cầu rồi hồi hoa sen. Đó, ở đây thì cửa nhôm xin pha. Bây giờ mọi người cùng Thành Vũ nhìn lại tầng trệt của căn nhà ha, trước khi mình lên lầu ha anh chị. Đó, đây phòng ngủ này thì rất là tiện ha anh chị. Đó, mình cũng có thể để ông bà bố mẹ mình ở dưới ngủ cũng được, và phòng khách đây. Cầu thang thì cũng làm rất là thoáng nha anh chị, có đèn đi ban đêm luôn. Rồi ở đây thì lan can tại mình gỗ kính cường lực nè, đầy đủ cho anh chị luôn, và hành lang thì dài ra phía sau. Bây giờ mình ra cái căn phòng ngủ cuối cùng ở phía sau này nha anh chị. Đây, cái phòng ngủ thì cũng có cửa sổ luôn, thông ra ngoài phía sau. Phía sau này thì khoảng cái những trời hồi nãy anh chị. Đó, mình có thể nhìn ra ngoài cũng rất là thoáng để mà lấy không khí ở ngoài nha anh chị. Và bên đây thì có đèn ngủ nè, đèn led 2 cho mình, cửa nhôm xin pha, kính cường lực phủ màu luôn. Rồi không gian nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh được ốp lát cao lên led 2 nè anh chị. Đó, bồn cầu nè, và hoa sen, lau bô đầy đủ. Bên đây thì mình có luôn một cái căn phòng nữa nè anh chị. Đây. Đó, còn cái căn phòng ở giữa nữa ha. Nhà mình tổng cộng là 4 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Đó, một căn phòng ở giữa nữa có làm gió cho mình luôn. Mình cũng có thể mở cái cửa sổ bên đây nha anh chị. Và thêm là cửa nhôm xin pha, kính mờ. Và đây là căn phòng ngủ bự nhất ha, cũng là căn phòng thờ luôn ha anh chị. Mình nếu mình làm phòng thờ, hai bên thì có hai cửa sổ hai bên nè. Đó, rộng rãi, và trần lao phong thạch cao, trần thả nha anh chị, và cửa nhôm xin pha, kính cường lực phủ mờ. Thì ra ngoài này thì mình bước ra ngoài này thì cái mái Thái của căn nhà mình ha, hai bên thì được có hai cây cột rất là bự luôn nha anh chị. Hai cột rất là bự luôn, được sơn cẩm thạch rất là đẹp, và trên thì có mái vòm hình vòng cung ha anh chị. Có một cái bóng đèn ở giữa nữa để ban đêm mà mình thắp sáng cho cái mặt ngoài của nhà. Và
lan can sắt ha anh chị, được cắt CNC rất là chắc chắn luôn, và không khí ngoài này thì rất là thoáng anh chị ha, và mặt tiền đường mình nhìn xuống cái sân nhà mình rất là rộng và thoải mái luôn anh chị đó. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nhé. Pháp lý của căn nhà mình đó là sổ hồng riêng hoàn toàn và đất thổ cư 100% luôn nha anh chị, và diện tích của căn nhà mình nó là 4,5m nhân cho 30m, rất là dài luôn, có sân trước nè cực khủng, và cái sân phía sau luôn, 4 phòng ngủ ha anh chị, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 trệt, 1 lầu, và xây đúc kiên cố 100%, đúc thật 100% nha anh chị, và ép cọc bê tông cốt thép đầy đủ cho mình luôn. Và giá của căn nhà mình á là 3.400.000.000 nha anh chị. Anh chị chỉ cần trả trước là khoảng là 1.2-1.3 thôi, phần còn lại thì ngân hàng có thể cho anh chị vay ha. Đó, và nhà mình á là hướng đông nha anh chị, dành cho cô chú nào đông tứ trạch ha. Và anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha, để Thành Vũ dẫn đi xem nhà nha anh chị, có thương lượng và bớt lọc nha anh chị. Đó, và anh chị ơi, anh chị nếu căn nhà này chưa phù hợp thì anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và chúc anh chị sớm tìm được nhà, sớm tìm được tổ ấm cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nhé.